Xin chào mọi người, trước màn hình mọi người đang thấy là một cái động cơ của cái chiếc quạt gió với cái thương hiệu là Lifan. Đây là thông tin của chiếc quạt nha. Hiện tại là quạt đang đi cái tụ 1.8 và những cái dây rút ở đây nè, qua quá trình hoạt động nó bị giòn, nó bị đứt hết rồi và rất là nhiều bụi luôn, thì cái này cần phải là vệ sinh lại nha, đai dây lại. Cái này nó rất là nhiều bụi nè, dây đồng còn khá là sáng nè, và cái cỡ lốc này chính là cái cỡ lốc B4 nha, đang đi cái cánh là 40 á. Rồi mọi người cùng xem nha, và mọi người hãy cho kênh em một lượt đăng ký cũng như một lượt chia sẻ nha, để tham khảo xem nhiều những cái video về sửa chữa quạt và mua những cái linh kiện sửa chữa quạt ở trong cái phần mô tả video của kênh em nha.